Máy hàn miệng túi mini gây bão trên TikTok, nhỏ gọn có đi kèm với tiện lợi. Thông thường khi bóc một gói snack, nếu khó nhất thì chúng ta thường đơn giản là buộc hoặc gập chúng lại. Tuy nhiên cách làm này sẽ khiến thực phẩm bên trong bị ỉu và không giữ được vệ sinh tuyệt đối, thêm vào đó cũng dễ đổ và rơi ra ngoài. Máy hàn miệng túi mini xuất hiện để giải quyết tình trạng đó. Đây là sản phẩm đang gây bão trên TikTok và được nhiều người dùng review lại. Theo lời các reviewer thì nếu mua được sản phẩm uy tín thì sản phẩm này sẽ rất chất lượng, hiệu quả và tiện lợi.